Ngày mới nay chúc tất cả anh em bạn bè chú bác trên YouTube mình một ngày vui vẻ hạnh phúc nha. Thì hôm nay anh em mình lại tiếp tục nha mọi người. Mình không làm mùa dịch nữa, đậu không bao giờ anh em mình sẵn thời gian mình trống mình thay phát ti gạo luôn nha mọi người. Anh em mình tháo sáng giờ nha mọi người. Thì em nó chạy đi mua xin rồi, một lát mình về mình thay. Còn đây là cái thế của anh em mình để mình gài vô mình dặn tán ti gạo ra nha mọi người. Riêng mọi người thì sao không biết nhưng mà anh em mình thì làm như thế này nha. Có cái ý kiến nào anh em hay hơn nữa thì góp ý giùm cho anh em mình để mốt mình làm nó dễ dàng hơn. Mình hạ cái gạo mình làm cho bằng. Rồi mình đẩy cái chữ H ra cái mình gài vô cái ti đó. Như vậy nè, mình dẫu ra cái mấy cái là nó ra mọi người.